Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Tý không hài lòng với kết quả mà mình đạt được trong ngày. Với bạn không nhận ra mình đã sai sót ở đâu và nghi ngờ chính bản thân mình. Và đây là lúc mà bạn tuổi Tý cảm thấy nghi ngờ về bản thân cũng như là những người xung quanh nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn cũng cần phải yên tâm rằng việc gì cũng cần có lý do của nó. Đừng có để cho bất cứ ai, kể cả là chính bản thân mình, hồ nghi mình. Tin tưởng vào bản thân là bước đầu tiên để cho mọi người cũng tin tưởng bạn và đảm bảo cho một nửa thành công của bạn nữa rồi nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Nhờ đó mà mọi việc với bạn thực hiện trong ngày hôm nay cũng không có chút gì vướng mắc quá lớn. Và nếu như ai đó khen ngợi bạn thì bạn cứ đón nhận thoải mái, đừng có vì ngại ngùng mà để cho cuộc trò chuyện mất vui nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, trái tim của bạn biết tha thứ, bao dung khi bạn hiểu được nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có người nhiệt tình hỗ trợ, giúp sức cho bạn hết mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, hãy tự lực, đừng quá dựa vào ai đó khi bạn chưa cố gắng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, mọi việc không suôn sẻ thì cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, sự cố chấp khiến cho bạn rước phải nỗi buồn về mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 72, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh, và đây là lúc tình yêu gõ cửa nhà bạn. Nhưng liệu bạn tuổi Sửu đã thực sự sẵn sàng với điều đó hay là chưa? Và trước khi dấn thân để trải nghiệm và khám phá những cảm xúc mới mẻ, lãng mạn, bạn hãy đặt ra cho mình câu hỏi đó và tự trả lời lấy nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được sự nhạy cảm cần thiết giúp cho bạn có thể thực hiện những kế hoạch của mình với các tính toán chính xác hơn. Và ngày hôm nay rất thuận lợi cho những ai đang làm những công việc liên quan tới nghệ thuật hoặc là luật sư, kỹ thuật. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang chịu tác động của kim khí vượng. Điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Với bạn nên tránh các hoạt động đòi hỏi quá cao về thể lực trong thời gian này. Nếu như ai đó yêu cầu bạn làm gì quá sức, với bạn cũng nên khéo léo từ chối, kéo lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, hy vọng là yếu tố quan trọng để giúp cho bạn tiếp tục tiến bước. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có thể sự chờ đợi của bạn mang lại ý nghĩa tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy dậy sớm để tận hưởng không khí trong lành ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có người tâm đầu ý hợp bàn về một vấn đề mà bạn quan tâm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đưa ra quyết định đúng đắn với trí tuệ minh mẫn và sáng suốt. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 85, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022.
Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui trong ngày, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Với bạn tuổi Dần, dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì, bạn cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra và khiến cho mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ. Có người còn được tiền thưởng trong ngày hôm nay nữa. Với bạn tuổi Dần, với bản tính cần cù và tiết kiệm, bạn có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai của mình. Nhờ đó mà khoản tiền này, bạn làm gì cũng cảm thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Đáng tiếc là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần, cái chuyện tình cảm của bạn và người nhà lại đang có dấu hiệu bất ổn. Đôi bên có thể xảy ra sự xích mích, mâu thuẫn với nhau vì một vài quan điểm bất đồng. Với bạn tuổi Dần cần phải kìm nén cơn nóng giận của mình, đừng có hành động và nói năng bất cẩn khiến cho nửa kia phải chịu tổn thương nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa tiết kiệm được một khoản kha khá dự phòng cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ không hoang mang, bị động khi phải đối mặt với khó khăn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim có thể vướng phải mâu thuẫn, xích mích với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 75, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Mão hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí là sẵn sàng gây gổ tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình. Và với bạn tuổi Mão, đừng có để cho hành động này làm xấu hình ảnh của bản thân và gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ mà bạn đã tốn công gây dựng từ trước tới nay nhé. Với bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Vì thế, bạn không nên bắt người khác phải nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Và để thuyết phục được mọi người, với bạn cần phải trình bày vấn đề một cách rõ ràng và khách quan nhất. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cho thấy đối với những người đang còn độc thân, không chịu mở lòng mình vì mãi giữ cái nhìn khá là tiêu cực về chuyện tình cảm. Vì đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ cho nên với bạn thường tỏ ra thái độ cự tuyệt khi tiếp xúc với những người có thiện cảm với mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, thông minh, nhanh nhẹn, linh cảm tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, quá kiêu ngạo vì tài năng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên ép người khác làm theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần phải trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy cởi mở hơn để cho người khác có được cơ hội tới gần. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn trở nên hài hòa hơn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đã giữ được chữ tín và giành được lòng tin từ mọi người. Với bạn cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng tươi mới ở trong người mình khi làm được điều gì đó tốt đẹp trong ngày hôm nay nhé.
Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, đây là lúc để cho bạn thực hiện các dự án mà bạn đang ấp ủ bấy lâu với sự hỗ trợ của chính ấn chiếu mệnh. Đầu tiên là bạn tuổi Thìn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết, sau đó là kêu gọi sự hưởng ứng và hỗ trợ của những người xung quanh mình nữa. Chính những điều này mới giúp các kế hoạch của bạn đảm bảo thành công được. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy có nhiều người hồi phục về sức khỏe một cách nhanh chóng, nhất là đối với những ai đang mắc bệnh, có thể nhờ vào một số mẹo hay dân gian mà một số người có thể tự chữa bệnh cho mình, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sức khỏe được cải thiện và cảm nhận được mình như có được sức sống mới nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, nếu làm sai hãy thật lòng xin lỗi người ta. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, công việc được thuận lợi mang lại cho bạn có được động lực mới. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, bạn tò mò và muốn khám phá nhiều hơn về cuộc sống. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, công việc trôi chảy khi bạn biết tận dụng sức mạnh của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, được người thân ủng hộ nhiệt tình trong công việc. Vậy đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 95, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tỵ, thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được cuộc sống, tình cảm và hạnh phúc. Nhưng với bạn tuổi Tỵ, vận khuyên bạn, đặc biệt là những người đang còn độc thân, đừng có vì quá hy vọng nhiều về cuộc sống như mơ rồi lại thất vọng tràn đầy. Giai đoạn mới luôn là giai đoạn đẹp nhất. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ, hãy tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà mình đang có nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này khuyến khích bạn nên tự tin hơn vào ngày hôm nay. Với bạn nên thả lỏng và đừng làm căng thẳng hóa vấn đề trong ngày. Với các kế hoạch của bạn hẳn nhìn là đầy tham vọng và khó với bạn, nhưng không có nghĩa là không có thể thực hiện được. Vì vậy, với bạn chớ có căng thẳng quá mức rồi hành động hấp tấp dẫn tới sai lầm không đáng có. Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc. Điều này cho thấy với một số cảm nhận mà bạn nhận ra ai đó đang làm sai nhưng không thể nào diễn tả được một cách khéo léo vì sợ bị phản ứng dữ dội từ đối phương. Nhưng nếu như không nói ra thì mọi việc có thể sẽ đi xa và để lại hậu quả về sau này một cách khó lường nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình cảm đôi lứa được tốt đẹp khi hai người biết lắng nghe nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, quý nhân dẫn đường chỉ lối để giải quyết được những khó khăn trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, bạn rất nhạy cảm và đánh giá đúng được vấn đề đang diễn ra. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, với những hy vọng mà bạn đang nuôi ở trong lòng rất đáng giá. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, thái độ quá khích sẽ khiến cho không khí trở nên nặng nề hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 88, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ngọ, thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày rất dễ vướng phải những rắc rối trong chuyện tình cảm. Và nếu như bạn là người đang còn độc thân, với bạn chớ nên dễ dàng tin vào những lời tán tỉnh của người khác, mà bạn cần phải dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Đừng có trao tình cảm cho ai đó một cách quá dễ dàng, bạn tử ngọ nhé.
Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn đã có gia đình rồi, bạn mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất của mình, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Thêm vào đó, trong công việc của bạn tuổi Ngọ ngày thứ bảy này cũng đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn cũng dễ phạm phải sai lầm, va chạm với kẻ tiểu nhân và tốt nhất là bạn tuổi Ngọ không nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh bởi kẻ tiểu nhân nhân cơ hội đó để hạ gục bạn mà thôi. Với bạn cũng không muốn công sức mà mình bấy lâu xây dựng đổ xuống sông xuống bể phải không bạn tuổi Ngọ nhé? Vài câu quýt cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nên suy nghĩ kỹ trước khi đến với một ai đó. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa dễ vướng phải những rắc rối với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ không nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, các chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều vướng mắc. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 72, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Với bạn tuổi Mùi, bạn đưa ra được những cách giải quyết đúng đắn ngay khi mọi người xung quanh còn đang trong tình trạng bối rối, chưa tìm được phương hướng. Chính vì thế mà bạn trở thành một người đáng tin cậy trong mắt đồng nghiệp và có được sự đánh giá cao của cấp trên nữa. Với bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, bạn hãy tận dụng những điểm mạnh của mình mà có được để thăng tiến một cách nhanh hơn trên con đường công danh, sự nghiệp. Đừng có vội hài lòng với những gì mà mình đã đạt được, gặt hái được. Nếu cố gắng không ngừng, với bạn còn tiến xa hơn nữa trong tương lai nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp với nhau. Với bạn tuổi Mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm gia đình, dù là người rất bận rộn đến mấy đi chăng nữa. Bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá, không có gì có thể đánh đổi được. Về câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa hãy tiếp tục cố gắng chinh phục mục tiêu của bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ của bạn có được sự hòa hợp, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc đưa ra những cách giải quyết công việc đúng đắn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 85, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn ngày hôm nay nên dành thời gian cho các cuộc trò chuyện với mọi người khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Chủ đề không quan trọng, quan trọng là sự gần gũi thân mật mà hai phía có được thông qua cuộc trao đổi ấy. Bạn đừng có ngại ngần mở lòng một chút bạn tuổi Thân nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tạo nên khoảng cách giữa bạn với bạn bè. Bạn trở nên có che giấu chính mình trong khi mọi người đều muốn hiểu hơn về con người bạn và sẵn lòng lắng nghe bạn. Đây là ngày để cho bạn tự tin mở lòng mình ra một chút thay vì bất cứ lý do nào mà trở nên rụt rè, nhút nhát khi đối diện với đám đông bạn tuổi Thân nhé.
Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị xuống cấp khi bạn đang quá bận rộn với công việc, không ăn uống đúng giờ giấc, thường xuyên thức khuya. Việc này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới cả chất lượng công việc và ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hãy cứ tự tin vào bản thân mình, tin vào năng lực và kinh nghiệm của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cần biết bày tỏa cảm xúc của mình ra nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có được cơ hội hàn gắn các mối quan hệ đã rạn nứt, xóa tan mọi hiểu lầm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, trái tim luôn có lý lẽ của nó, bạn nên biết lắng nghe. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu đang có những suy nghĩ nhiều đến mức không thể nào ngủ được, hoặc là có những người vì có quá nhiều ý tưởng ở trong đầu cho nên bạn không biết chọn lọc cái nào sao cho phù hợp. Và nếu có thể, với bạn nên viết hết chúng ra giấy rồi chọn lọc lại sau bạn tuổi Dậu nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, thay vì muốn chạy trốn những quyết định của mình dưới tác động của tỷ kim chiếu mệnh, tinh thần của bạn tuổi Dậu nên có sẵn sàng để dấn thân, sẵn sàng trải nghiệm và đón nhận những kết quả được mang lại. Sự tự tin của bạn trong ngày hôm nay dường như đã được nâng cấp lên một cách đáng kể, và đó chính là cơ hội để cho bạn thay đổi mình theo cách mới mẻ và có được những tiến triển mới. Bạn đừng có để cho bất cứ lý do nào ngăn cản bước chân của mình lại nhé. Thêm vào đó, vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này cho thấy với bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi trong thời gian này, cốt là không nên tham công tiếc việc. Thậm chí với bạn tuổi Dậu nên biết cách nói không khi cần thiết, chứ đừng có vì muốn làm vui lòng mọi người hay là ai đó mà gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có một số vấn đề bạn không thể nào trốn tránh được. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ quá nhiều có thể khiến cho bạn cảm giác bế tắc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy tùy tình hình mà thích nghi sao cho phù hợp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, khăng khăng tự cho mình là đúng, nổi khùng lên khi có những bất đồng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, dễ gây hấn với người khác bởi những suy nghĩ tiêu cực, hiếu thắng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 73, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày dường như mọi ánh mắt đang dồn về phía bạn, mọi người đang quan tâm đến bạn, yêu mến bạn dưới sự che chở của ngũ hành tam hội trợ mệnh. Vậy thì đây là cơ hội thật là tốt để cho bạn và mọi người có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội này bạn tuổi Tuất nhé. Nếu như bạn tự tin về điều gì đó thì hãy thể hiện nó ra với mọi người. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất đó cũng đang gặp được ngày có chính ấn tương trợ. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được sự tự tin để thể hiện mình. Có thể có ai đó ngưỡng mộ với những thành quả của bạn, họ muốn bạn chia sẻ bí quyết ấy. Vậy thì với bạn có thể mở lòng mình ra một chút được không? Việc này cũng sẽ giúp cho đối phương biết mình phải làm như thế nào trong thời điểm hiện tại nữa.
Lại thêm, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và đây là dịp tốt để cho bản mệnh cải thiện về vấn đề tình cảm hiện tại của mình. Nhất là đối với những cặp đôi đang có chút hờn dỗi thì đây là lúc để cho hai người hàn gắn, bỏ qua cho nhau. Với bạn có thể biết khoan dung độ lượng với người khác chính là tạo phúc báo cho mình nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, hãy kiên nhẫn chờ đợi khi cần và không thể việc gì cũng nhanh chóng được. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, hãy hẹn hò ở nơi chốn quen thuộc, khơi gợi cảm xúc giữa hai người. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, bạn là người có tiếng nói trong công việc và nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, có những điều nhỏ bé tạo nên điều lớn lao mà bạn không biết vì sao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, gặp khó khăn cũng là cơ hội để cho bạn thể hiện năng lực của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi, thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia rất là yên ấm. Với bạn tuổi Hợi, bạn luôn tôn trọng nửa kia và thảo luận mọi chuyện với người ấy, bất kể là việc lớn hay là việc nhỏ. Đây là lý do giúp cho hai vợ chồng luôn đồng lòng và tin tưởng nhau trong mọi công việc nữa rồi nhé. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn đang còn độc thân, nhân duyên của bạn với những người khác giới cũng khá là vượng. Bạn mệnh nên nhân cơ hội này nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Đừng có tiếp tục sống mãi trong thế giới riêng như vậy nữa bạn tuổi Hợi nhé. Trên phương diện sự nghiệp, với bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn đang có điềm báo sẽ gặp phải những bế tắc trong mối quan hệ giữa bạn và những người làm lãnh đạo. Có lẽ với bạn tuổi Hợi, bạn càng nóng nảy bao nhiêu thì sẽ càng gây ra những ấn tượng xấu bấy nhiêu. Vì vậy, bạn cần phải chú ý trong cách hành xử và hành động của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nhân duyên vượng nên chủ động bắt chuyện với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, dễ rơi vào mâu thuẫn với những người làm lãnh đạo. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, đừng có ngại khó khăn và gian khổ trước mắt. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hãy chú ý hơn trong cách cư xử với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!